các bạn. Clip này mình sẽ chia sẻ với các bạn hai mẹo nhỏ trong trang điểm giúp các bạn đẹp lung linh hơn, đặc biệt là khi chụp ảnh sống ảo. Coi nào, đầu tiên là cách làm cho mắt một mí, mí lót hay sụp mí gì đó trở thành mắt hai mí to rõ. Mắt mình mí hơi nhỏ cho nên cũng dùng cách này luôn. Đây là miếng dán kích mí, các bạn dùng nhíp để gấp nó ra và dán lên mí mắt. Không nên dùng tay vì nó sẽ làm đục miếng dán và keo không còn chắc nữa nha. Vậy thôi, mí mắt to rõ hơn lúc đầu nhiều rồi. Khi dán lên bạn cố rũ mắt lên xuống để mắt quen với nếp mí mới. Không có gì khó chịu đâu nha. Các bạn có thể đánh phấn mắt lên như bình thường sau khi dán miếng kính mí nha. Cách thứ hai này đặc biệt hơn, đó là tạo má lún lông tiền giả. Đơn giản chỉ cần một cái bút chì kẻ chân mày trên tay, miệng cười thật tươi để xác định chỗ cần tạo lún lông tiền. Dùng chì vẽ một dấu cộng lên đó. Lấy ngón tay tan nhẹ màu chì theo vòng tròn, sao cho màu chì phía ngoài nhạt và đậm dần vào tâm. Có vậy thôi, giờ cười lên là đã thấy má lún đồng tiên rồi nè. Cách này theo mình thì để chụp ảnh lừa tình, sống ảo thì khó bị phát hiện, chứ ngoài đời thật nhìn vô là biết sợ liền. Cảm ơn các bạn đã xem clip, bye bye, hẹn gặp lại nha.